Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đánh giá, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho các khâu. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, Hà Nội cần tiếp tục triển khai các khâu của kỳ thi, từ in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi đến coi thi, bảo quản bài thi, chấm thi theo đúng phương châm tuyệt đối an toàn. Hà Nội luôn luôn là một cái là nơi mà có cái quy mô về thí sinh, về điểm thi và về cái sự quan tâm áp lực lớn nhất của cả nước. Mặc dù cái số lượng thí sinh dự thi đông, số lượng cán bộ, các lực lượng khác huy động tham gia tổ chức kỳ thi rất lớn, nhưng mà các đồng chí để tổ chức thực hiện rất là bài bản và thực hiện rất là nghiêm túc về quy chế. Có thể nói là những không có những cái sự cố lớn, không có những cái vi phạm mà báo chí đã nêu hoặc là ban chỉ đạo phát hiện hoặc là báo chí phát hiện, Hà Nội không có. Đây là cái điểm đặc biệt. Đấy, nó nói lên cái chất lượng dạy học, công tác quản lý của cả một quá trình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố khẳng định, với tinh thần không chủ quan, Hà Nội sẽ rà soát kỹ tất cả các điều kiện tổ chức kỳ thi, dự đoán các tình huống bất thường để chủ động có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh. Riêng đối với nhiệm vụ mà tổ chức thi thì với quy mô lớn và năm nào cũng cơ bản là chiếm 1/10 thí sinh của cả nước, đấy, với quy mô lớn như vậy, cho nên là chúng tôi đều có cái sự chủ động và chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và triển khai nghiêm túc trách nhiệm. Năm nay toàn thành phố có hơn 108.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 4.500 thí sinh tự do. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024, trong đó ngày 29 là ngày thi dự phòng.